Công dụng của viên tinh nghệ mật ong sữa ông chúa không chỉ để ăn cung cấp curcumin mà ai cũng cần. Và đây còn là một loại mặt nạ thiên nhiên hỗ trợ tốt cho làn da. Một hũ thế này hơn 100 gram thôi mà quá nhiều công dụng đúng không nào? Anh chị chỉ cần lấy 7-8 viên nghiền ra, sau đó trộn cùng mật ong hoặc là sữa chua đắp lên mặt. Lợn cợn chút cũng không sao, vì cái hạt lợn cợn này giống như là massage tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên da. Vì trong nghệ có rất nhiều curcumin hỗ trợ tốt cho làn da, đặc biệt là làn da đang có tổn thương nha anh chị. Bên cạnh đó trong này có thêm cả sữa ong chúa nữa, cung cấp vitamin và cấp ẩm cho làn da. Ông bà ta đó giờ thì vẫn bảo nếu gặp các vấn đề về bao tử thì cứ tìm đến nghệ, vì trong nghệ có rất nhiều curcumin. Và hôm nay anh chị đã biết thêm một công dụng nữa là làm đẹp cho làn da. Và anh chị cứ yên tâm, tiệm Phố Núi đảm bảo ngay từ khâu sơ chế nguyên liệu ban đầu cho đến khi ra viên thành phẩm, quy trình khép kín đạt chuẩn nha. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.